Xin chào quý vị và các bạn. Thùy Linh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VTV9 Lan tỏa yêu thương. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề vô cùng thú vị, đó là duyên phận. Đây cũng chính là tên của một chương trình trên VTV9 với sự tham gia của những khách mời nổi tiếng cùng những câu chuyện sau ánh hào quang của họ. Có lẽ nhiều người trong chúng ta khá quen thuộc với câu nói vạn sự tùy duyên, mọi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng do duyên phận. Thông thường thì khi nhắc đến hai chữ này, mọi người thường nghĩ đến tình yêu đôi lứa. Nhưng trong chương trình, duyên phận được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Duyên phận trong chương trình mình là duyên phận với cha mẹ, quê hương đất nước, với nghề nghiệp, với sự nghiệp, với công chúng khán giả, với tất cả những người mà chúng ta gặp trên đường đời. Mỗi tối đi diễn á, tôi đi xe đạp, đánh phấn thoa son xong thành một đại gia. Đây chính là một cái nhân vật khiến cái đường sự nghiệp của em phải lận đận. Tân nhạc thì ngọt quá trời xuống tới hòn cái rớt 5-6 lần. Mọi người mách với thầy đó, ủa ông đào tạo học trò sao ông đi hát nhạc sến? Thầy Hoàng Luyện nói hát đúng mà, tất cả các thể loại âm nhạc đều có giá trị riêng. Sến đây, sến nghĩa sến tình, như bóng với yêu lầm bình ơi. Với sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, ca sĩ Long Nhật, mỗi nhân vật sẽ mang đến một câu chuyện ấn tượng về những cơ duyên mà họ gặp gỡ trong đời, những dấu ấn, bước ngoặt trên con đường sự nghiệp, tình yêu và gia đình. Khán giả sẽ được cùng nhân vật lần dở từng trang nhật ký cuộc đời, cùng thưởng thức với bao cung bậc cảm xúc. Mai đi làm nghệ sĩ rồi. Trời ơi, đã lắm. Má anh ra chợ bán hai gà. Cho anh làm cái kinh phí để đi đường anh hả? Có đủ trang trải không anh? Mình giống như một con người non háo đá nè. Và mình luôn được hay đem những cái kiến thức mà mình vừa mới lĩnh hội được để tranh luận với ông già. Và vô hình chung mình làm ông già bị tổn thương. Vừa hát mà thành hiện tượng. Rồi cuối cùng 10 ngày sau Hồ Sơn phải ngưng hát. Em không còn niềm tin trên cái bước đường nghệ thuật nữa. Em muốn bỏ nghề rồi. Những câu chuyện tình, chuyện đời và chuyện nghề cứ thế được các nhân vật trải lòng như một thước phim tua ngược, những khoảnh khắc cuộc đời được tái hiện vẫn vẹn nguyên cảm xúc như mới ngày hôm qua. Bước xuống sàn diễn, trở về với cuộc sống thường ngày, những nghệ sĩ xuất hiện trong duyên phận một cách bình dị và gần gũi, không có hào quang của ánh đèn sân khấu, nhưng họ vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình thông qua việc lan tỏa những giá trị sống tích cực đến công chúng. Với các khách mời và ekip sản xuất được hội ngộ trong chương trình cũng chính là một mối lương duyên. Nghe nói VTV thì tôi biết đó là đài quốc gia, thì tôi biết đây là một chương trình tử tế, nó hợp với mình. Mình rất thích chia sẻ những cái gì mà liên quan đến cái công việc nghề nghiệp của mình. Cái việc mà mình phải chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ cảm xúc cùng cái việc mà truyền cảm hứng tích cực đến cho thế hệ sau. Điều đó vô cùng quan trọng. Nghệ sĩ nào chúng ta cũng một trái tim, cũng đập về quê hương, cũng thổn thức, mà nhất là chúng mình đi một cái dòng nhạc trữ tình quê hương thì chúng mình lại là những người càng sống vì nghĩa tình. Mỗi nhân vật, mỗi khách mời họ đều có những cái thăng trầm và họ đều có những cái cuộc sống riêng của họ hết. Và chương trình này chúng tôi muốn gửi tới thông điệp đến với khán giả hai chữ duyên phận, đó là duyên phận. Chúng ta luôn luôn phấn đấu để đạt được những cái gì tốt đẹp nhất và đưa những thông điệp giúp đời, giúp người và những cái duyên với nghề, duyên với đời và duyên với tình yêu quê hương đất nước, và phải cố gắng trong cuộc sống để trở thành một người có ích cho xã hội. Thùy Linh rất là xúc động, rất là hạnh phúc để tham gia cuộc phỏng vấn duyên phận. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thùy Linh hôm nay có duyên gặp quý khán giả. Hy vọng đây là chương trình mà quý vị cũng sẽ rất thú vị.